Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và tôi là Thanh Liêm. Tôi là Mỹ Linh. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm công bố điểm thi trung học phổ thông, làm thế nào để thí sinh không bị lạc đường trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học? Đã qua thời gắn bó với con trâu cái cày, nông dân hiện đại giờ đã biết ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất lúa. Trong chuyện thường ngày, giá thịt lợn tăng cao, nhưng vì sao người chăn nuôi ở nhiều vùng quê lại do dự và không dám tái đàn? Cận cảnh công trình vượt biển phức tạp nhất thế giới tại Trung Quốc. Nạn cướp bóc làm gián đoạn viện trợ tại giải Gaza. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thì gần 1 triệu thí sinh lại bước vào giai đoạn hết sức quan trọng, đó là đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, đây cũng là giai đoạn thí sinh cần tính toán khi mà đăng ký chọn ngành, chọn trường để cơ hội trúng tuyển được cao nhất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không ít em vẫn còn đang bối rối trong việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong khi những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức xét tuyển sớm, thì rất nhiều thí sinh trông chờ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đăng ký xét tuyển vào ngành trường mình yêu thích. Vì còn một môn thi năng khiếu vào ngày 7 tháng 7 nữa, nên Nguyễn Minh Châu vẫn còn đang khá bối rối trong việc lựa chọn nguyện vọng của mình. Cũng khá là khó nghĩ xem là để nguyện vọng 1 là gì, tại vì nếu mà trúng nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét nguyện vọng 2 nữa, thì mình phải cân nhắc xem cái nào lên trước, cái nào xuống dưới. Mà gia đình thì muốn là hướng con vào kinh tế quốc dân thì để sau có cái bằng làm điều nó cũng dễ. Nhưng mà con thì thiên hướng con lại là nghệ thuật. Con cũng học ôn thi cũng 2 năm hơn rồi. Nếu mà không vào thì lại thành quá phí, để bao nhiêu công sức mình lại thế. Thì mình cũng phải xem là mình để cái gì lên trước. Mình cũng nghĩ lợi ích rồi là cách học mình hợp với cái nào hơn. Rồi học phí rồi vị trí địa lý của trường như thế nào. Thì nó cũng khá là vừa rồi, cũng phải nhờ người lớn trợ giúp khá là nhiều. Tại mình không tự nghĩ được. Thực sự là ban đầu là rất là lúng túng, là vì sao lựa chọn nguyện vọng cũng là một cái các bạn đấy phải tham khảo nhau rất nhiều và cũng đau đáu, và để lựa chọn có một cái chính xác và không nhầm lẫn. Hướng đi của con có thể nó hẹp hơn nhiều bạn khác, là vì nó đi theo những cái thiên hướng mà con nó mong muốn lựa chọn. Thế tuy nhiên thì tôi cũng đều suy nghĩ là tất cả các ngành nghề, nếu mà con nó có thực sự có tài năng hoặc là nó có một cái khát vọng để nó theo đuổi, thì rồi nó cũng sẽ tìm được ra một cái hướng lựa chọn nó rất là chuẩn xác, và gia đình lúc đấy sẽ đồng hành cùng con. Hiện nay, các trường đại học đưa ra khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học khác nhau. Điều này làm tăng cơ hội cho thí sinh, nhưng cũng làm các em bị rối vì không biết chọn phương thức nào hoặc đặt nguyện vọng xét tuyển ra sao để tăng cơ hội đỗ vào trường và ngành yêu thích. Mặc dù trên hệ thống của Bộ thì không giới hạn nguyện vọng, nhưng tuy nhiên thì các em cũng không cần phải đăng ký quá nhiều. Với cái mức điểm của em đạt được thì các em nên chọn chia ra làm 3 khúc, những nhóm ngành em thích nhưng mà nó có điểm cao hơn một chút, và những nhóm ngành em thích nó ngang với mức điểm của em, và thứ ba là những nhóm ngành em vẫn thích hơn một chút nhưng nó ở dưới mức điểm hơn một chút. Thì như vậy thì các em hoàn toàn khi đó là chia ra làm 3 cái mức độ, như vậy thì các em hoàn toàn cái khả năng trúng tuyển sẽ rất là cao. Và đặc biệt là các em lưu ý là tham khảo cái mức điểm chuẩn các trường đã công bố, thì khi đó thì cũng đã có đủ các cái dữ liệu để đưa ra cái dự báo đấy, để các em có đủ cái tự tin để tham khảo được rồi. Mỗi một phân khúc thì các em sẽ đăng ký cỡ khoảng 2 nguyện vọng. Như vậy là các em chỉ cần đăng ký cỡ khoảng 6 đến 10 nguyện vọng là đủ. Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ ổn định quy chế tuyển sinh như hai mùa tuyển sinh gần nhất. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024, thí sinh tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và số lần đăng ký. Các em hãy đặt những cái nguyện vọng mà mình yêu thích nhất, có năng lực nhất lên trên đầu tiên, bởi vì nguyện vọng sẽ được xét tuyển từ trên xuống dưới. Và khi mà chúng ta xét tuyển ở những nguyện vọng phía sau thì các em không phải chịu thiệt thòi gì so với các bạn khác, cho dù các bạn kia có đăng ký cái nguyện vọng đó là nguyện vọng thứ nhất đi chăng nữa. Nếu các em có cái tổ hợp cái phương thức xét tuyển với kết quả cao hơn thì các em vẫn đỗ, vẫn trúng tuyển trước những bạn dù có xếp cái thứ tự ưu tiên cao hơn mình. Điều này thể hiện cái tính ưu việt của hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung để đảm bảo thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, ưu tiên nhất, và
xứng đáng với cái năng lực thực chất mà thí sinh đang có. Một điều lưu ý, tất cả nguyện vọng của các em dù trúng tuyển sớm hay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều phải đăng ký trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không nhập các nguyện vọng của mình lên hệ thống, nguyện vọng của các em sẽ không được ghi nhận, đồng nghĩa với việc không được trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Hà Nội 50 km, huyện Ba Vì có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái tự nhiên với hệ thống núi, rừng, sông hồ, nguồn nước khoáng nóng được thiên nhiên ưu đãi. Và người dân Ba Vì đã biết tận dụng những lợi thế này để phát triển các mô hình du lịch sinh thái bên cạnh nghề nuôi bò sữa nổi tiếng tại địa phương. Và cũng trong sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình du lịch sinh thái của một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Từ một người nông dân thuần chất, chị đã trở thành chủ một khu du lịch sinh thái đông khách với cách làm sáng tạo và hiệu quả. Khu resort rộng nhiều hecta này đã từng là các dãy chuồng nuôi bò sữa. Giờ đây là khu sinh thái đông khách, là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng của nhiều gia đình. Chị Hương, chủ resort cho biết, nhiều năm trước, nhận thấy tiềm năng du lịch tại địa phương, chị đã mạnh dạn thay đổi mô hình kinh tế gia đình và xây dựng khu resort này. Thấy các khu nghỉ dưỡng của Hà Nội người ta lên địa bàn của mình để người ta xây dựng thì là mình bán phòng cho họ, thì mình thấy nhu cầu của khách rất là cao, thì mình mạnh dạn mình chuyển đổi từ nuôi bò sang xây nghỉ dưỡng. Thế là từ động lực đấy là bắt đầu là mình bán hết bò đi và mình chuyển đổi sang là xây nghỉ dưỡng. Là trong quá trình đấy thì cũng rất là khó khăn, thì mình cũng vay mượn các kiểu để mình cố gắng mình hoàn thiện. Từng chi tiết nhỏ trong khu sinh thái, chị Hương đã cùng chồng tự mày mò, học hỏi và dần hoàn thiện. Đến nay, khu resort của chị luôn đông khách. Vào dịp cuối tuần, số lượng phòng luôn chật kín khách đặt. Bán khách như nào rồi là bán các tour như thế nào thì mình cũng bắt đầu từ đấy mình cũng học hỏi thêm. Và bây giờ là nguồn khách cũng... Nguồn khách mới cũng có và nguồn khách từ ngày xưa người họ trở lại cũng có. Đấy, rồi là các mối quan hệ cũng giúp mình. Bây giờ là cũng sắp ổn định. Trong khuôn viên resort, các buồng phòng được thiết kế hiện đại, không gian thoáng mát sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên. Bên ngoài là bể bơi bốn mùa dành cho các gia đình vui chơi và khuôn viên để các đoàn khách đốt lửa trại. Cùng với đó là khu vực bếp để các gia đình tự nấu ăn hoặc các đoàn khách đặt các món đặc sản của địa phương. Đây là một khu là khá là gần gũi với thiên nhiên. Điều đặc biệt là ở đây như nhà mình đi là khoảng tầm 15-20 người ấy, thì nó rất phù hợp. Nó không có đông đúc, cũng không có lẫn lộn ở các nhóm nọ nhóm kia ấy. Rồi mình thấy nhà ăn ở đây thì khá là rộng rãi, sạch sẽ. Buổi tối khuôn viên ở đây rất đẹp. Nói chung là chúng ta có thể check in rất đẹp luôn. Còn ban ngày thì chúng ta có thể đi lên các khu du lịch trên này, có suối cũng rất đẹp. Rồi bên cạnh thì chúng ta có những khu chăn nuôi bò sữa ấy, để các bé có thể là biết con bò hay là trải nghiệm thiên nhiên ở đây. Với phong cách xây dựng gần gũi với thiên nhiên, Resort Phúc Hưng là nơi thích hợp cho nhiều lứa tuổi nghỉ dưỡng, rời xa chốn đô thị ồn ào. Quan ở đây cũng rất là đẹp, rất là phù hợp với này để mọi người đến đây để nghỉ dưỡng này, để xả stress này, rồi là nói chung là tất cả mọi cái để cho khi trở về là cảm thấy người mình nó, hoặc là kể cả con cháu thế nó cảm thấy thoải mái, phấn khởi. Từ Resort Phúc Hưng, du khách có thể đi trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tắm thảo dược, thăm các khu di tích văn hóa, lịch sử hay đi khám phá vườn quốc gia Ba Vì. Phòng hôm Tây Phúc Hưng nhà tôi đón chứa được 50 người, mà tiêu chuẩn là 35 người. Đấy, thì thường là đoàn gia đình này, rồi đoàn học sinh này, sinh viên này, thì là đoàn công ty này. Không chỉ tập trung phát triển homestay Phúc Hưng của gia đình, chị Hương còn tích cực tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương, chung tay xây dựng du lịch Ba Vì. Từ một người phụ nữ thuần nông, giờ chị Hương đã là chủ của một resort sinh thái trị giá nhiều tỷ đồng. Mỗi du khách đến đây, chị đều tự tin vui vẻ kể về con đường khởi nghiệp của mình. Với chị, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội thử thách cho bản thân. Và rồi chị luôn giữ cho mình một nguồn năng lượng tích cực để không ngừng sáng tạo, xây dựng kinh tế gia đình và góp phần phát triển du lịch trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua miền Bắc trải qua đợt mưa dông trên diện rộng. Tình trạng dông sét một lần nữa xảy ra và để lại hậu quả thương tâm với người dân của xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
khi một người phụ nữ ra đồng lùa vịt đã bị sét đánh tử vong vào chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua. Phóng viên VTC đã có mặt tại khu vực xảy ra sự việc này. Khi mà sự lo lắng ám ảnh và bàng hoàng là tâm thế chưa thể nguôi ngoai với cả người thân cùng với nhân dân địa phương. Đây là khu vực Đồng Bà Văn, thôn Cấn Thưởng, xã Cấn Hữu, nơi xảy ra sét đánh vào chiều mùng 2 tháng 7, khiến một người phụ nữ sinh năm 1982 tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cấn Hữu, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 7, trên địa bàn xảy ra mưa dông lớn diện rộng. Thời điểm này, chị Hà Thị Phương cùng chồng và một người dân khác đi dồn đàn vịt ở ngoài đồng về trang trại của gia đình gần đó. Trong quá trình dồn vịt về trại, chị Phương bị sét đánh trúng người, ngã ra đồng và bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, người chồng đã dùng biện pháp sơ cứu, nhưng chị đã tử vong. Dù hai ngày đã trôi qua, nhưng người thân trong gia đình vẫn vô cùng bàng hoàng, ám ảnh. Bên đây thì gia đình là có một cái trại chăn nuôi ở đây. Và cô thì làm bên giáo mầm non, ba con này còn nhỏ. Gia đình thì giờ ông bà già rồi, chứ không phải là trẻ nữa. Nên là cũng rất là vất vả đấy. Tại thời điểm đấy thì nó cũng là đầu cơn mưa thôi. Nó vào rơi vào khoảng tiếng sét lần thứ ba, sương sét to. Thì ở trên cánh đồng trong cái diện tích đấy nó khoảng 3-4 sao. Thì có ba người đứng ở đấy với cái bác cô chồng và bác ấy đứng ở trên đưa. Thì cái anh chồng nhìn thấy trực tiếp, cách anh chồng là khoảng từ 2 đến 30 mét thôi. Thì khi có tiếng đấy gọi là nạn nhân là gục xuống ruộng nước luôn. Thì ông chồng là lao đến trực tiếp luôn và bế vợ lên đi. Và một người nữa gần đấy thì chạy về hô hoán anh em ở trong gia đình, trong làng ra thì đưa về nhà. Nhiều người dân trong xã Cấn Hữu cũng vô cùng lo lắng, bất an khi nhớ lại trận sét đánh chiều mùng 2 tháng 7. Theo họ, thời điểm này các gia đình đang tiến hành cấy lúa, làm đồng. Mưa lớn chiều mùng 2 tháng 7 xuất hiện bất ngờ, kèm sét cùng 3 tiếng nổ lớn khiến nhiều người đã phải bỏ chạy về nhà. Sợ, ai cho sợ cho chú tính cái cơn mưa cơn bão đang kiếm trả bảo nhau chạy vừa thì chết. Mất bao nhiêu tài sản hai nữa là vừa mất người thì vừa mất của. Đây là cũng bài học cho tất cả mọi người để làm sao cố gắng khi mà có cơn mưa ấy và có dông tố gọi là có sấm sét thì nên là trú ẩn, nói chung là trở về nhà rồi một cách nhanh nhất để đảm bảo gọi là yếu tố về con người. Ủy ban Nhân dân xã Cấn Hữu cũng cho biết đây là vụ việc đáng tiếc liên quan đến dông sét xảy ra trên địa bàn. Người phụ nữ gặp nạn là cô giáo đang dạy mầm non của xã. Do đang trong thời gian nghỉ hè nên thường xuyên hỗ trợ gia đình chăm nom trang trại ở cánh đồng của xã. Thông qua sự việc thương tâm lần này, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa khi mưa dông xuất hiện trên địa bàn. Đây nó cũng là không may, thế cho nên là chúng tôi cũng là khuyến cáo là bà con nhân dân trên địa bàn xã Cấn Hữu nói chung và trên các cái địa bàn mà có khu vực mưa, sông, sấm, chớp rồi thì trong cái mùa mưa bão này thì nên là tránh vào những cái điểm an toàn để tránh những cái thiệt hại đáng tiếc nhất là về con người. Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến dông sét đã xảy ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Do đó, người dân không thể lơ là trước sự an toàn của bản thân mình mà cần nhanh chóng di chuyển về nhà khi xuất hiện mưa dông, sấm sét. Thưa quý vị, thời gian qua, việc áp dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa, mang lại nhiều lợi ích. Với nhiều tính năng nổi trội được tích hợp như vừa giải phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật và cả thay thế nông dân trong việc gieo xạ. Thiết bị này giúp việc sản xuất lúa của nông dân trở nên thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn và an toàn cho sức khỏe hơn. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Với thiết bị bay không người lái này, việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho cánh đồng lúa với nông dân chưa bao giờ dễ dàng, nhanh chóng đến vậy. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dũng, xã An Nhất, huyện Long Điền, thiết bị này giúp năng suất lao động tăng từ 15 đến 30 lần, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp truyền thống. Cái máy nông nghiệp này nè, thứ nhất là nó giảm sức khỏe cho bà con, thứ hai là nó giảm vấn đề thời gian, nhưng mà rất là hiệu quả. Một mẫu ruộng xịt có 10 phút, 12 phút thôi. Thứ hai nữa là nó giảm bớt cái vấn đề mà đập tố của diện, vấn đề quá chất của bảo vệ thực vật cho bà con.
Theo Hội Nông dân xã An Nhất, huyện Long Điền, việc áp dụng thiết bị bay trong canh tác lúa tại địa phương đã qua mùa thứ tư. Thiết bị có ưu thế cao khi khả năng làm việc từ 30 đến 50 hecta một ngày. Thời gian phun thuốc, gieo xạ chỉ mất từ 10 đến 15 phút trên 1 hecta cho một lần phun. Thiết bị hoạt động được ở mọi địa hình, từ đó giúp tiết kiệm được gần 30% chi phí công lao động, các loại thuốc, phân bón, giống, 100% vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật được thu gom tập trung. Thì nói chung là phun thuốc thì cũng máy bay này thì nó cũng được, thấy cũng hiệu quả. Nó đỡ con cái mình, đỡ mình đi bộ, đỡ dấu chân dấu cổ rồi ruộng lúa mình nó đỡ cái đó. Máy bay không người lái sẽ giúp cho người dân thì có hiệu quả và nhanh chóng giảm tình trạng sốt thuốc, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, giảm nhân công. Mới đây, 30 hội viên nông dân xã An Nhất đã liên kết thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Chi hội đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng để trang bị hai thiết bị bay T50 và T25, loại 50 lít và 20 lít. Cái việc thành lập chi hội thì nó sẽ giúp bà con là dễ dàng tiếp cận hơn với cái dịch vụ máy bay không người lái, và nó thống nhất về cái việc là sản xuất đồng bộ hơn. Cái quy mô nó đã lớn thì sẽ giúp cho bà con giảm giá thành về dịch vụ cũng như là nâng cao chất lượng sản xuất, chất lượng dịch vụ. Hiện hơn 800 hecta lúa của xã An Nhất đã được tiếp cận thiết bị bay vào khâu phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân và gieo xạ. Không chỉ hoạt động tại địa bàn huyện Long Điền, Chi hội Nông dân nghề nghiệp ứng dụng thiết bị bay không người lái sẽ triển khai dịch vụ phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Châu Đức. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với mục điểm báo với các bài viết đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Bài viết đầu tiên được đăng tải trên báo aninhthủdo.vn với nhan đề liên tiếp phát hiện camera quay lén, cần xử lý nghiêm khắc kẻ biến thái để răn đe. Sau sự việc của nữ nghệ sĩ Châu Bùi bị quay lén ở nhà vệ sinh tại một studio ở thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện những camera quay lén trong phòng trọ, nhà tắm của hành khách nữ, khiến dư luận là bức xúc và phẫn nộ. Sau những sự việc nêu trên, dù cá nhân đã vi phạm bị phạt tiền, song vẫn có nhiều ý kiến, nhiều người bất bình, phẫn nộ, yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với hành vi này. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, dù với động cơ mục đích gì, thì góc độ về đạo đức xã hội, hành vi đặt camera quay lén hành khác, người khác rất đáng lên án, thể hiện sự lệch lạc, biến thái, thậm chí là bị ổi, suy đồi trong lối sống của một số đối tượng. Theo quy định hiện hành, quyền về hình ảnh của cá nhân được pháp luật bảo hộ, mọi hành vi xâm phạm quyền này là vi phạm pháp luật. Đây cũng có thể coi là một dạng hành vi quấy rối tình dục và có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định số 15 năm 2020 hay Nghị định số 144 năm 2021. Trường hợp người đặt camera quay lén hình ảnh, ghi lại hình ảnh, quay clip nhằm mục đích làm nhục, xâm hại tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc nhằm phát tán, lan truyền trên mạng xã hội hoặc tống tiền, tống tình nạn nhân đã thực hiện và gây ra hậu quả, cơ quan chức năng có thể xem xét mức xử lý hình sự đối tượng này về một trong các tội như làm nhục người khác, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng dâm hay là cưỡng đoạt tài sản. Tiếp theo là nội dung bài viết có trên báo Thanh Niên với nhan đề Bộ Tư pháp đề xuất không cần nộp giấy xác nhận độc thân khi kết hôn. Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng cơ chế nhóm đại biểu Quốc hội trình dự án luật trước Quốc hội với các dự án luật mới, phạm vi hẹp, tính chất không quá phức tạp. Sáng 26 tháng 4, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để tiến tới xây dựng luật mới về lĩnh vực này. Trong dự thảo báo cáo tổng kết, Bộ Tư pháp nêu rõ những kết quả đạt được, kèm theo cả những tồn tại và bất cập trong quá trình triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2020. Cơ quan này đề xuất mở rộng quyền trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội đối với nghị quyết Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời xây dựng cơ chế nhóm đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật trước Quốc hội với các dự án luật mới, phạm vi hẹp và tính chất không quá phức tạp, được đề xuất trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết sửa đổi bổ sung. Đề xuất nêu trên cũng sẽ giúp đảm bảo tính khả thi hiệu quả, tiến tới có nhiều hơn dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do nhóm đại biểu Quốc hội đề xuất và xây dựng. Tiếp nối là một bài viết đáng chú ý với nhan đề là giáo viên trông ngóng lương mới.
Cụ thể là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cán bộ viên chức sẽ được tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng. Và điều này đã khiến cho hàng triệu giáo viên trên các mặt nước ngóng trông một mức lương mới. Một giáo viên dạy ngữ văn hạng 2 bậc 1 thuộc trường trung học cơ sở tại An Giang cho biết, từ ngày 1 tháng 7 thì việc tăng lương cơ sở và giữ nguyên phụ cấp dù khiến các giáo viên vui mừng nhưng cũng làm cho khoảng cách giữa lương của đội ngũ giáo viên trong từng trường là rất lớn. Giáo viên này đưa ra ví dụ là trong những tháng vừa qua khi mà lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì một giáo viên ở trường trung học cơ sở hạng 2 có lương bậc 6, thâm niên 33 năm công tác, không kiêm nhiệm chức vụ gì thì đang có tổng mức thu nhập mỗi tháng là 16,8 triệu đồng. Nhìn nhận ở một góc độ khác thì một giáo viên toán ở trường trung học cơ sở cho biết việc đi dạy hơn 10 năm ở quận Tân Phú, giáo viên đều đang rất mong chờ một mức lương mới. Khi mà tăng lương cơ sở giữ nguyên các khoản phụ cấp thì giáo viên này cho biết là việc có thêm phụ cấp thâm niên giáo viên là điều rất nhân văn, chính xác và cần thiết. Và việc các giáo viên theo hạng khác nhau như là bậc 3, 2 hay là 1 thì mức lương cũng sẽ khác nhau. Và toàn bộ nội dung này quý vị có thể tìm đọc trên báo Thanh Niên.vn. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyện thường ngày, giá thịt lợn tăng cao nhưng vì sao người chăn nuôi ở nhiều vùng quê lại do dự không dám tái đàn? Tóc giả làm từ thân chuối tại Châu Phi. Giải vô địch ném trứng thế giới tại Anh. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC 14. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Ca Rong, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại tại Gia Lai từ đầu năm đến nay lên 3 trường hợp. Trường hợp tử vong là người đàn ông sinh năm 1957, làng Ca Lách, xã Ca Rong, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Cách đây khoảng 2 tháng, nạn nhân bị một con chó thả rông gần làng cắn vào cánh tay phải, vết thương sâu, chảy nhiều máu. Sau khi cắn người thì con chó bị người dân đánh chết, chó không cắn thêm người khác. Do thiếu hiểu biết về bệnh dại nên ông không tiêm phòng vaccine, huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn. Ngày 1 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, nôn, sợ nước, sợ gió và mệt mỏi. Đến ngày 2 tháng 7, ông được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ca Bang khám và điều trị. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cùng ngày và nhập viện điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh dại theo dõi nhiễm trùng nghi từ vết chó cắn. Sau đó, bệnh nhân đã được người nhà đưa về và tử vong vào sáng ngày 4 tháng 7. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và điều trị cho một cụ ông bị biến chứng nhiễm trùng hạt tô phi nặng do bệnh gút gây ra. Bệnh nhân mắc bệnh gút đã 10 năm nhưng ít đi thăm khám và điều trị. Đến nay, bệnh nhân bị biến chứng của gút làm tay và chân xuất hiện những hạt tô phi, các khớp tay chân đau nhức, thậm chí là đã phải tháo gấp chân phải. Mới đây, ông còn gặp biến chứng nhiễm trùng hạt tô phi của bệnh gút. Mới đây, bệnh nhân 74 tuổi trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng, đau, nóng, đỏ vùng bắp tay trái, vết mổ cũ ở khuỷu tay trái chảy dịch, có mùi hôi, kèm đau nhiều các khớp bàn, ngón tay và chân. Bệnh nhân có tiền sử bệnh gút hơn 10 năm nay, đã tháo khớp chân phải do nhiễm trùng hoại tử khớp gây ra. Nhiều năm qua, bệnh nhân vẫn tự mua thuốc về uống mà ít đi thăm khám và điều trị bệnh. Qua các xét nghiệm thần kinh, cơ xương khớp, bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng kèm chức năng thận suy giảm là hậu quả của việc điều trị bệnh gút không đúng dẫn đến các biến chứng suy thận, nhiễm trùng các hạt tô phi, thậm chí là có nguy cơ nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ đã chỉ định người bệnh dùng thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Thay băng hàng ngày vết loét ở khuỷu tay trái kết hợp với ăn uống theo chế độ dành riêng cho người bệnh gút. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã thấy bớt đau, tình trạng sưng đỏ tại các khớp cũng được cải thiện, vết loét khuỷu tay khô dịch. Một nam thanh niên trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã điều trị kịp thời cho bệnh nhân này bị ngộ độc thuốc diệt chuột. Người bệnh cấp cứu trong tình trạng đau đầu mệt mỏi sau khi uống 200ml thuốc diệt chuột dạng chấu. Nam thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu và buồn ngủ sau khi uống 200ml thuốc diệt chuột dạng chấu có thành phần bromadiolone. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu rửa dạ dày, bơm than hoạt, truyền dịch, thải độc bằng bài niệu tích cực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, khỏe mạnh và đang được nằm viện theo dõi tình trạng sức khỏe.
Thuốc diệt chuột khi vào cơ thể sẽ tác động đến hệ thần kinh, gây đau đầu, co giật liệt cơ, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp và nhiều rối loạn khác. Ảnh hưởng của thuốc diệt chuột đối với cơ thể người có thể lâu dài. Trường hợp người bệnh xuất viện có các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu dưới da, đi ngoài da máu, cần vào viện ngay để thăm khám và điều trị. Để tránh các trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đáng tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên mua và sử dụng thuốc diệt chuột đúng mục đích, bảo quản kỹ lưỡng ở nơi kín đáo, an toàn, xa tầm tay trẻ nhỏ. Đặc biệt không dùng các chai đựng nước, chai bia và nước ngọt để đựng thuốc diệt chuột vì rất dễ nhầm lẫn. Khoa sản Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ chỉ cao 1m3 do mắc bệnh sản sụn bẩm sinh dẫn đến biến dạng xương. Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 3,5kg. Người phụ nữ này sống độc thân, luôn tự ti về bản thân, nhưng với khát khao làm mẹ, chị này vẫn quyết tâm sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở tuổi 30. Khát khao được làm mẹ như bao người phụ nữ khác, sản phụ chỉ cao 1m3 đã quyết định làm IVF, xin mẫu tinh trùng từ ngân hàng. Ngoài khám thai định kỳ, làm các xét nghiệm sàng lọc, chị còn phải làm thêm rất nhiều xét nghiệm tầm soát khác. Trong suốt quá trình, thai nhi phát triển bình thường và không có dấu hiệu di chuyển bệnh loạn sản sụn. Khi thai nhi được 38 tuần, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành mổ bắt con. Em bé chào đời nặng 3,5kg, khỏe mạnh, được chăm sóc đặc biệt sau sinh. Sản phụ cũng hồi phục rất tốt sau ca mổ. Theo các bác sĩ, loạn sản sụn là rối loạn di truyền gây ra bởi sự đột biến gen, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của xương và sụn. Đây là dạng phổ biến nhất của bệnh loạn sản xương, gây ra tình trạng lùn bẩm sinh. Khoảng 80% các trường hợp loạn sản sụn là do đột biến mới, trong khi 20% là do di truyền từ bố hoặc mẹ mang gen đột biến. Chiều cao tối đa của nam giới mắc chứng loạn sản sụn là khoảng 1m3 và chiều cao của nữ giới là khoảng 1,24m. Thưa quý vị, tật khúc xạ gồm cận, viễn, loạn thị, trong đó cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất. Số người mắc bệnh tật khúc xạ này tăng nhanh trong những năm gần đây, cao nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với dự đoán có thể lên tới 50-70% ở học sinh. Cũng bởi thế, cứ vào mỗi dịp nghỉ hè, số lượng học sinh mắc tật khúc xạ đến khám tại các bệnh viện lại có xu hướng tăng. Lo ngại hơn, nhiều trẻ chỉ được phụ huynh đưa đi khám khi mắt đã có biểu hiện nhìn mờ và nhức mỏi. Lúc này thì độ cận thị hoặc loạn thị đã khá cao. Và đây sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Chỉ khi thấy con thường xuyên tiến sát TV để xem, nheo mắt khi nhìn xa, gia đình này mới đưa trẻ đi khám mắt. Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy mắt trẻ có tình trạng cận và loạn thị. Đáng nói trước đó trẻ chưa từng được phụ huynh đưa đi khám mắt định kỳ. Trẻ cũng có thói quen thường xuyên sử dụng điện thoại. Cháu đọc sách vở thấy hay có hiện tượng là dí sát các sách vở hoặc là điện thoại vào mắt. Thì khi nghỉ hè lên đây chơi thì mình đưa cháu đi khám. Đây cũng là tình trạng mà khá nhiều trẻ gặp phải do nhiều bố mẹ vẫn nghĩ mắt thì không cần khám định kỳ. Cứ ngồi kiểu nhìn tivi cứ bị sát lên, xong rồi xem tivi thì cứ bị nheo mắt xong rồi dụi nhiều ấy. Nên là bố mẹ mới quyết định là cho em bé đi khám bệnh. Khám mắt thì thấy em bé bị cận loạn. Trong cái số mà các cháu đến khám ấy, thì khá là nhiều cháu đến trong tình trạng là độ khúc xạ nó thay đổi và nhiều cháu phát hiện ra là có cái độ cận, hóa ra là có độ cận rất là cao. Mà vô tình là mà bố mẹ không hề phát hiện ra hàng ngày. Mà khám muộn thì một là độ cao, cháu sẽ cần phải thời gian thích nghi với số kính cao như thế. Thứ hai là sẽ phải qua một vài lần điều chỉnh kính thì con mới thích nghi đủ được cái độ kính thật của con. Và điểm nữa là khi mới đeo á, và hoặc là khi độ nó cao thì thường là các con đeo nó không cho kết quả thị lực tốt ngay và một số cháu khi đến khám muộn nó đôi khi nó rơi vào tình trạng gọi là nhược thị. Trước đó theo thống kê của ngành y tế, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ ở thanh thiếu niên Việt Nam đang tăng mạnh, chiếm từ 15 đến 20% ở học sinh nông thôn, 30 đến 40% ở thành phố. Riêng nhóm trẻ từ 6 đến 15 tuổi, tỷ lệ này khoảng 20%, tương đương gần 3 triệu người. Các tật khúc xạ này không chỉ gây khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ, mà việc không được điều trị sớm có thể dẫn đến nhiều biến chứng như nhược thị, lác, thoái hóa hắc võng mạc, bong võng mạc, thậm chí mù lòa. Có khá nhiều các cháu khi mà khám độ rất là cao, thì thường những cháu mà khám
Một là lần đầu khám mà thấy độ cao, hoặc là khi khám mà độ nó cao tăng vọt, thì thường bác sĩ cũng sẽ có những cái giải pháp sử dụng các cái thuốc hoặc là cái thủ thuật liệt điều tiết để xác định được chính xác độ như thế nào. Nhưng như bản thân tôi cảm nhận thấy rằng là trong cái đợt hè này, tỷ lệ các cháu khám đông thì có một nhóm các cháu nó tăng độ rất là nhanh, đặc biệt là cái lứa tuổi cấp 1 ấy, là bởi vì đây là những đôi mắt non và nó hiện là các cháu ấy, nó tiếp xúc với các cái đồ dùng công nghệ, dùng điện thoại này, máy tính này, vì cái đấy nó bây giờ nó cũng sẽ liên quan đến việc học của các cháu bây giờ. Đâm ra là với đôi mắt non đấy mà phải nhìn gần nhiều, không có sự kiểm soát từ phía cha mẹ, là độ nó rất dễ là khởi phát độ cận, đồng thời là độ cận khi đã khởi phát rồi thì nó cũng không có sự theo dõi thì cái độ cận nó sẽ tăng rất là nhanh. Các bác sĩ khuyến cáo có những mốc cần khám mắt cho trẻ là ngay từ khi sinh ra, khi trẻ 6 tháng đến 1 năm tuổi, khi trẻ 3 tuổi và đặc biệt là trước khi vào lớp 1. Sau đó trẻ cần được khám mắt định kỳ hàng năm. Để phòng các tật khúc xạ, các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ cần đảm bảo một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mắt trẻ, chú trọng những thực phẩm như rau củ, trái cây, ngũ cốc, cá biển. Bên cạnh đó nên áp dụng quy tắc 20-20-20 khi sử dụng các thiết bị điện tử, cứ 20 phút phải nhìn ra xa 20 giây, khoảng cách 20 feet tương đương 6 mét. Thưa quý vị, Bình Lục Hà Nam được coi là thủ phủ lợn miền Bắc, nơi mà một phần lớn người dân sống bằng nghề nuôi lợn từ hàng thế kỷ nay. Ở vùng quê này, nhà nào nhiều thì nuôi tới hàng trăm con, nhà nào ít cũng vài chục con. Thế nhưng bất chấp việc giá thịt lợn đang tăng, hiện nay người chăn nuôi tại huyện Bình Lục Hà Nam vẫn ngại tái đàn. Điều đáng nói, đây cũng là tình trạng đang diễn ra ở nhiều vùng quê khác ở khắp Việt Nam. Và chuyện thường ngày ngày hôm nay xin được bắt đầu bằng việc theo chân phóng viên đi tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này. Gia đình ông Phạm Đăng Hồng Minh với 15 năm làm trang trại đa canh, từng đầu tư cả hơn 100 triệu để xây dựng chuồng trại kiên cố, có cả hầm bioga để xử lý nước thải, cộng thêm tiền 100 triệu nữa để mua con giống và thức ăn. Tổng vốn bỏ ra để chăn nuôi lợn phải hơn 1 tỷ đồng. Trước đây, chuồng nhà ông lúc nào cũng duy trì hơn 200 con, nhưng hiện tại trang trại của ông Minh chỉ giữ ở mức 100 con, chưa có ý định tái đàn. Là cái dịch tả IVF nó hành thì người dân là ngại tái đàn, vì thực tế rằng là cái rủi ro nó quá lớn. Nguyên nhân thì một là hiện nay là đối với những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nếu mà không tái cơ cấu chức năng đối với các cái việc làm nông nghiệp nữa, thì hiện nay đối với trên địa bàn xã Hồng Du thì cách đây khoảng 5 km thì có một cái cụm công nghiệp của huyện Bình Lục. Thế chính vì vậy nên là cái lý do thứ nhất là cái giá cả thị trường thì nó nhiều lúc không ổn định, cái thứ nhất, cái thứ hai tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi thì không lường trước được, cái thứ ba nữa là hiện nay là một số lực trẻ vẫn còn đi quẩn, cái còn lại chủ yếu hay bàn tay kéo vàng các hộ là người dân là một số ngoài cái độ tuổi lao động, chính vì vậy đây là cái việc mà tái đàn của dân này rất giống tả châu Phi. Tình trạng này đã diễn ra hơn một năm nay, thời điểm trước dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát năm 2019. Lý giải về nguyên nhân giá lợn hơi tăng giá, đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định, giá lợn thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật của thị trường. Bởi sau một thời gian dài, giá lợn bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng một kg lợn hơi, khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại, giá lợn dao động trong khoảng từ 62.000 đến 65.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt. Tuy nhiên, do lo ngại rủi ro về tình hình dịch bệnh và giá cả lên xuống thất thường, nhiều người dân Hà Nam vẫn rất dè chừng đối với việc tái nuôi đàn lợn mới. Và đây là lúc cần các biện pháp, chính sách hỗ trợ cũng như khuyến khích kịp thời từ các cơ quan quản lý nhằm giúp người chăn nuôi yên tâm tái đàn, tận dụng thời điểm được giá để cải thiện thu nhập, bù đắp những thiệt hại trước đây. Sau một thời gian dài thị trường trầm lắng, giá heo hơi trên cả nước liên tục tăng nhanh trong mấy tháng trở lại đây.
giá lợn hơi từ các công ty chăn nuôi lớn cung cấp ra thị trường đang duy trì trong phạm vi từ 68.000 đồng đến 70.000 đồng một cân. Tại chợ lợn Bình Lục, đầu mối lớn nhất miền Bắc, lợn hơi được thương lái thu mua với giá từ 70.000 đồng đến 72.000 đồng một cân. Đây cũng được xem là mức giá cao nhất của heo hơi trong hơn một năm qua tại địa phương. Ông Phạm Đăng Hồng Minh ở thôn Đồng Tâm, Đồng Du vừa mới xuất bán lợn thịt với giá 68.000 đồng một cân, nhưng ông vẫn lo lắng vì rủi ro cao trong việc tái đàn. Thế bây giờ như năm nay thì mới được có 2-3 tháng nay, 2-3 tháng nay là giá lợn là từ 60 mới trên 60. Nếu mà giá lợn từ 60 thì người chăn nuôi lợn thì mỗi phân khúc thì mới lãi được 1 triệu. Phân khúc lợn đẻ được 1 triệu, phân khúc lợn thịt thì cũng được 1 triệu, hơn 1 triệu. Thế còn nhưng mà lúc rủi ro thì nó lớn lắm. Thế nhưng mà giá cả thị trường nếu mà từ giờ đến cuối năm người chăn nuôi còn giữ được an toàn, làm tốt an toàn sinh học thì giữ được lợn thì may mới có cơ hội, còn nếu không giữ được thì rủi ro nó lớn lắm. Thực lòng ra con lợn bây giờ bảo là được, nhưng mà cả năm ngoái thua lỗ chứ, nhưng mà năm nay mới được tí thì thực lòng ra nói đéo để cái thị trường tự do, người dân thì lúc chăn nuôi đã theo thị trường thì lúc được lúc thua, và người chăn nuôi phải chấp nhận được thì ăn cả ngã về không, nhưng được thì cũng không được kiêu căng, mà thua thì cũng đừng lản trí. Chứ còn nếu mà bây giờ mà cứ bảo rằng là ôi năm nay được thế nhưng có lúc chết thì sao. Còn với gia đình nhà anh Nguyễn Tiến Dũng, bán lợn với giá 70.000 đồng một cân nhưng vẫn chỉ duy trì hơn chục con lợn nái, sinh sản bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Giá lợn cao mà không tái đàn thì tại vì bây giờ dịch bệnh như này nên là bà con cũng không dám tái đàn nhiều đâu, bởi vì nó rủi ro nó cao quá. Thế nên là bây giờ chúng tôi chỉ nuôi nhỏ ít một thôi. Trước đó, dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên toàn tỉnh, nên Hà Nam đã phải thực hiện đề án phát triển tái đàn lợn, giúp cho người chăn nuôi nắm bắt được quy trình kỹ thuật, áp dụng vào thực tế để nâng cao thu nhập, nhận thức được tầm quan trọng của chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần giải quyết bất cập về môi trường do chăn nuôi gây ra, đồng thời được bổ sung các giống lợn nái ngoại, nái lai có khả năng sinh sản tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu chăn nuôi tại địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay tổng đàn lợn nái của toàn tỉnh Hà Nam là 30.000 nái, trong đó 50% nái tại các công ty và trang trại lớn, chỉ 15.000 nái trong nông hộ và gia trại. Trong số này chiếm 70% số nái được tuyển chọn từ con nuôi thương phẩm. Do vậy, công tác tái đàn không những không đảm bảo được số lượng, nhà phục hồi mà còn yếu kém cả về chất lượng, đàn nái. Nhiều khó khăn vẫn còn tồn đọng. Hiện nay thì đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi và nhất là đối với chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn thì nó có mấy cái vướng mắc khó khăn hiện nay. Thứ nhất là cái tư duy của các hộ hiện nay là vẫn còn chưa được chú trọng nhiều đến cái việc mà quan tâm đến cái phế phụ phẩm và chất thải. Hiện nay là phế phụ phẩm và chất thải nông nghiệp là hiện nay là còn rất là nhiều. Hai nữa là chưa chú trọng là sử dụng cái phân hữu cơ. Và cái thứ ba nữa là chưa đẩy mạnh được cái việc mà liên kết bao tiêu và tiêu thụ sản phẩm, cũng như là cái vốn đầu tư thì còn ít và cái diện tích sản xuất thì còn manh mún nhỏ lẻ. Việc nhiều hộ dân không tái đàn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế của một số địa phương. Lồng đấy. Trước đây chúng tôi bỏ một người trẻ bệnh này, tại ngày tuổi, ông mới bỏ 2 tháng này, không có được đấy. Cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công nghiệp, cái thứ tư nữa là hiện nay là nếu mà tái đàn thì nó liên quan đến sự công n
mà độ ao thì không quá 3 phần nhà. Trước tình trạng này, cơ quan chức năng bước đầu cũng đã có những hỗ trợ, khuyến khích hộ dân tái đàn để đẩy mạnh ngành chăn nuôi. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì so với tình hình dịch tả lợn châu Phi thì đối với trung tâm khuyến nông của tỉnh thế và phòng nông nghiệp thì cũng đã có những cơ chế hỗ trợ đối với người dân, đặc biệt là trong cái việc tái đàn vừa qua thì đối với địa phương. Một yếu tố nữa là để các hộ yên tâm chăn nuôi đó là áp dụng khoa học kỹ thuật. Để trong thời gian vừa qua thì đối với địa phương thì được trung tâm khuyến nông về mặt kỹ thuật tập huấn cũng như là sử dụng cái chế phẩm sinh học trong cái sự một tôn trọng và cao hiệu quả chăn nuôi lúc đầu thì còn đối với giá thành sản xuất chăn nuôi lợn thịt hơi xuất chuồng ấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố, vào hình thức cũng như là quy mô chăn nuôi, rồi là phụ thuộc vào cái giá lợn giống khi mà nhập nuôi và phụ thuộc vào cái giá cả thức ăn khi mà bà con chăn nuôi mua trực tiếp của nhà máy hay là mua thông qua các đại lý hệ thống cấp 1, cấp 2. Thế thì và phụ thuộc vào cái kinh nghiệm chăn nuôi cũng như là về cái tỷ lệ hao hụt sau quá trình chăn nuôi. Thế thì đối với chăn nuôi quy mô trang trại hiện nay thì chúng tôi đang sơ bộ tính toán thì cái giá thành sản xuất mỗi 1 kg thịt lợn hơi xuất chuồng ấy thì đang ở mức dao động là từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, với cái lại giá giống nhập vào thời điểm đầu năm ấy, quý 1 ấy là khoảng từ 1,2 triệu cho đến dao động đến 1,5 triệu một con lợn giống. Thế thì với cái giá thành sản xuất như trên và cái tỷ lệ chăn nuôi mà cái tỷ lệ hao hụt là dưới 5% ấy thì giá thành hiện nay là đang ở mức là 52.000 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg thịt lợn hơi xuất chuồng. Thì đối với tỉnh Hà Nam thì sau khi cái dịch tả lợn châu Phi năm 2019 thì diễn ra thì trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng có rất nhiều các cái hộ chăn nuôi lợn là bị xóa sổ, trong đó có những hộ xóa sổ 100%. Thì xuất phát từ cái năm 2019 thì năm 2020 thì trung tâm khuyến nông thì cũng đã tham mưu sở nông nghiệp đấy, rồi là trình ủy ban dân tỉnh đấy, cái đề án tái đàn lợn, thì trong đó thì có hỗ trợ 6 con lợn đực và 1.300 con lợn nái để giúp các hộ tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi. Và sau 3 năm đánh giá năm 2023 thì chúng tôi đánh giá là cái kết quả sau cái đó là rất là hiệu quả. Đấy, cái số đàn lợn nái ở trong tỉnh đã nâng lên và cái số con thương phẩm được tăng lên và cái chất lượng của con thương phẩm thì rất cao, có thể phục vụ cho cả xuất khẩu. Và đặc biệt nữa là cái trong cái điều kiện hiện nay thì đối với các cái hộ đó thì là cái áp dụng phục tinh nhân tạo nữa vào nó cũng làm giảm bớt cái dịch bệnh trong chăn nuôi và các hộ chủ động được cái nguồn con giống. Một số nơi trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn vẫn còn diễn biến phức tạp. Để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh cũng như có thể đảm bảo tái đàn hiệu quả, người dân cần bố trí khu cách ly, nuôi nhốt đàn heo mới nhập về ở khu riêng khoảng 15 ngày, luôn đảm bảo vệ sinh chuồng trại được sạch sẽ. Thưa quý vị, siêu dự án vượt biển thách thức nhất trên thế giới đã kết nối thành phố Thâm Quyến và Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc, đã chính thức thông xe và vận hành thử. Đây là dự án vượt biển đầu tiên trên thế giới tích hợp cầu, đảo, đường hầm và cả nút giao ở dưới nước. Siêu dự án kết nối Thâm Quyến Trung Sơn là một phần quan trọng của mạng lưới đường cao tốc quốc gia bắc qua cầu sông Giang của Trung Quốc, có tổng chiều dài khoảng 24 km, trong đó hạng mục cầu 17 km, xuyên hầm biển 6,8 km. Đây được đánh giá là công trình kỳ tích và siêu dự án vượt biển thách thức nhất trên thế giới, bao gồm các đảo nhân tạo phía đông và phía tây, đường hầm Thâm Quyến Trung Sơn, cầu Thâm Quyến Trung Sơn và cầu Trung Sơn hợp thành. Cũng là cụm dự án xuyên biển tích hợp, cầu, đảo, đường hầm và nút giao dưới nước đầu tiên trên thế giới. Tuyến đường có 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km trên 1 giờ, tuổi thọ thiết kế 100 năm. Do nằm trong khu vực thường xuyên có bão, nên cầu được thiết kế để chịu sức gió lên tới 88 m trên 1 giây, mức cao nhất trên thế giới hiện nay, tương đương với bão mạnh cấp 17 trở lên. Chúng tôi đã lên kế hoạch và thiết kế trước để chủ động giải quyết các vấn đề kỹ thuật, bao gồm việc sử dụng cầu và sử dụng đảo. Chúng tôi đã đồng bộ hóa quy hoạch và thiết kế vùng phủ sóng tín hiệu mạng công cộng cho tuyến Thâm Quyến Trung Sơn ngay từ năm 2019. Giờ đây, người lái xe và hành khách có thể tận hưởng chính xác dịch vụ định vị và định vị vệ tinh tương tự như các dịch vụ trên mặt đất thông qua hệ thống di động và trong xe. Tuyến đường này đã lập 10 kỷ lục trên thế giới, như đường hầm ống ngầm 2 chiều 8 làn xe dài nhất thế giới hiện nay.
hay nút giao đường cao tốc dưới nước đầu tiên trên thế giới. Trung Quốc đã mất 7 năm và đầu tư 46 tỷ nhân dân tệ để xây dựng siêu công trình vượt biển này. Toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào năm 2025. Mức thu phí cho toàn bộ tuyến đường là 66 nhân dân tệ, tương đương 9 đô la Mỹ mỗi lượt xe. Theo thống kê của Viện Quan sát Thế giới, ước tính từ năm 2002, mỗi năm thế giới có khoảng 5.000 tỷ túi ni lông được sản xuất. Đây là món đồ tiện lợi và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của con người, nhưng cũng là một trong số những nguồn chính đang hủy hoại hành tinh xanh của chúng ta. Vâng, và trong bối cảnh đó thì nhân ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông, ngày 3 tháng 7, hàng triệu người và các tổ chức trên thế giới hưởng ứng tháng 7 không bao bì nhựa, một chiến dịch thúc đẩy các chính phủ, cộng đồng và cả doanh nghiệp hành động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Các nghiên cứu cho thấy, trung bình một chiếc túi ni lông được sử dụng trong 25 phút, nhưng phải mất tới 500 đến 1.000 năm tùy loại để có thể phân hủy hoàn toàn. Trong suốt quá trình đó, chúng tích tụ trong đất và nước, làm ô nhiễm hệ sinh thái và sinh vật biển. Đặc biệt, chất thải nhựa ni lông, nếu ở ngoài môi trường, khi đốt sẽ tạo ra khí thải độc hại, tồn tại lâu dài trong môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tại Việt Nam, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Năm 2019, sáng kiến Thế giới không dùng túi ni lông đã chính thức chọn ngày 3 tháng 7 hàng năm là ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông, với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng mặt hàng này, qua đó thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Sau 11 năm triển khai, khởi nguồn từ Australia với 40 người, chiến dịch này hiện đã thu hút khoảng 140 triệu người từ 190 quốc gia trên thế giới. Những người tham gia có thể chỉ đơn giản là mang túi cá nhân khi đi mua sắm, tự trang bị hộp đựng cơm trưa, dùng chai nước có thể tái sử dụng hoặc ngừng sử dụng ống hút nhựa. Các chính phủ cũng đưa ra những quy định mới để hưởng ứng chiến dịch này. Trước tình hình xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người dân tại giải Gaza đang phải đối mặt với một vấn nạn mới, nạn cướp bóc. Tình trạng cướp bóc có tổ chức gia tăng đang khiến công tác chuyển hàng viện trợ gặp nhiều khó khăn, làm tăng nguy cơ xảy ra nạn đói tại khu vực này. Trên khu vực bờ biển giải Gaza, hàng nghìn tấn thực phẩm, thuốc men và hàng viện trợ khác đang nằm chất đống, không thể tiếp cận người dân Palestine. Tình hình an ninh tại các bến tàu nổi tiếp đón hàng viện trợ đang bị đe dọa nghiêm trọng khi nạn cướp bóc từ các băng đảng bắt đầu hoành hành. Theo giới chức Mỹ, tính đến hiện nay, nước này đã vận chuyển hơn 7.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ đảo Jeep đến giải Gaza. Tuy nhiên, chỉ 1.000 tấn hàng được giao thành công đến người dân Palestine. Nhiều hàng hóa vẫn đang chồng chất tại một khu vực tập kết trên bờ biển giải Gaza, trong khi Liên Hợp Quốc tiến hành xem xét các thỏa thuận an ninh. Hiện tại, chúng tôi đang rà soát an ninh về những thách thức trong khu vực và đảm bảo rằng sẽ kịp thời hỗ trợ cho người dân Palestine mà không gặp phải tình trạng bạo lực đến từ các băng đảng hay vùng chiến. Trong hơn một tháng nay, tình trạng mất an ninh tại các trạm trung chuyển hàng viện trợ không có dấu hiệu cải thiện. Thêm vào đó, việc chỉ được phép hoạt động trong một không gian hẹp khiến việc vận chuyển hàng đôi khi vẫn phải đi qua vùng chiến sự. Các chuyên gia cũng nhận định xu hướng cướp bóc đã trở nên có tổ chức hơn thay vì đơn lẻ như lúc trước. Trong chuyến thăm một trang trại địa phương, một nữ doanh nhân Uganda nhận ra rằng có rất nhiều thân chuối bị loại bỏ rất là lãng phí trong quá trình canh tác. Và người phụ nữ này đã nảy ra một ý tưởng kinh doanh hết sức sáng tạo. Đó là sản xuất tóc giả làm từ chính sợi chuối. Ở tuổi 42, cô Juliet Tumusime là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Trevox Organic, công ty sản xuất tóc nối và tóc giả làm từ sợi chuối. Doanh nghiệp này hợp tác chặt chẽ với nông dân trồng chuối địa phương ở Uganda, mua những thân chuối có thể bị bỏ đi. Thân cây được tách ra và lấy sợi bằng máy, sau đó sấy khô và xử lý các sợi được chiết xuất rồi trải kỹ để tạo ra kết cấu giống như tóc. Cô Tumusime cho biết, nhiều người không nhận ra rằng việc họ đeo tóc giả sẽ tổng hợp trên đầu có thể gây kích ứng da và ô nhiễm môi trường khi chúng bị thải loại. Cô khẳng định rằng, không giống như tóc tổng hợp, sản phẩm của Trevox Organic có thể phân hủy sinh học, bền, dễ dàng tạo kiểu, xử lý và nhuộm màu. Nó cũng có thể được rửa lại bằng nước ấm và dưỡng bằng kem gỡ rối. Tóc giả làm từ chuối có thể chịu được máy sấy và nhiệt độ lên tới 400 độ C. Chúng có độ bền lâu hơn so với sản phẩm từ sợi tổng hợp.
Tóc cũng có thể được nhuộm thành 3 màu, đen, nâu và vàng, với độ bóng tự nhiên, mềm mại, có thể tết tóc và tạo kiểu linh hoạt. Cô Tumushime bổ sung rằng, vì được làm từ thân cây chuối, nên loại tóc giả thân thiện với môi trường này cũng thích hợp với khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Lễ hội thảm nỉ quốc tế lần thứ 15 khai mạc tại thị trấn Narin, Cộng hòa Kyrgyzstan, là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm thủ công đẹp mắt và trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật dân gian Trung Á. Những tấm thảm truyền thống của người Kyrgyzstan, hay còn gọi là Sardak, thường thu hút du khách nhờ vào hoa văn và màu sắc bắt mắt đặc trưng của vùng Trung Á. Bên cạnh đó thì đây cũng là những sản phẩm chứa đựng các thông điệp về đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân địa phương. Ngoài thợ địa phương, lễ hội còn quy tụ nhiều nghệ nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Uzbekistan, Kazakhstan. Đây là sự kiện nhằm bảo tồn di sản văn hóa Trung Á cũng như phát huy các nghề thủ công truyền thống, là nơi để các nghệ nhân trao đổi các kinh nghiệm. Bên cạnh chiêm ngưỡng các tấm thảm, du khách còn được tham gia các hội thi, xem các màn trình diễn nghệ thuật, nếm thử ẩm thực địa phương hay ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của Kyrgyzstan. Thành công của McDonald's trên khắp thế giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà đặc biệt là việc thay đổi thực đơn phù hợp với văn hóa của mỗi nước. Một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã mượn hành trình này của McDonald's để kể về văn hóa của các địa phương. Năm 2018, khi nhiếp ảnh gia Gary Hay dùng bữa ăn iftar của tháng lễ Ramadan tại McDonald's ở thành phố Marrakech, anh nhận ra rằng nếu như McDonald's đã thay đổi thực đơn phù hợp với Maroc, thì những quốc gia khác chắc hẳn cũng như vậy. Từ đó, anh bắt đầu nghiên cứu và lưu giữ những hình ảnh về món ăn và kiến trúc của các nhà hàng McDonald's ở nhiều nơi. Tôi đã ăn McDonald's ở 55 quốc gia thuộc 6 châu lục, ăn hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn bữa. Tôi muốn mọi người nhận thấy rằng, để thành công toàn cầu, tập đoàn đa quốc gia này đã phải địa phương hóa cả nhà hàng và món ăn trong thực đơn. Gary đã tổng hợp những khám phá của mình trong cuốn sách mang tên Mac Alas, gồm hơn 250 bức ảnh và thông tin về những nhà hàng và món ăn địa phương của chuỗi McDonald's. Nước Anh vừa tổ chức giải vô địch ném trứng thế giới tại làng Swarton tại hạt Lincolnshire, thu hút hàng trăm người tham gia. Cuộc thi gồm hai nội dung, trong đó có cuộc đối đầu một chọi một mang tên Roulette. Có 6 quả trứng, trong đó 5 quả lục chín và 1 quả trứng sống. Mỗi người lần lượt lấy trứng đập vào đầu mình và ai chọn trúng trứng sống thì người đó thua. Nội dung chính của cuộc thi là phần ném trứng, trong đó mỗi đội gồm 2 người. Mỗi người ném trứng từ xa và người kia cố gắng bắt làm sao để quả trứng không bị vỡ. Khoảng cách ban đầu là 10 mét, sau đó tăng dần. Năm nay, đương kim vô địch Joe Wilson và Brad Greenwood đã bảo vệ thành công danh hiệu của họ với cú ném hơn 50 mét. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế 24 giờ vừa qua. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Và người mang đến những thông tin thời tiết ở 3 thành phố lớn sẽ là biên tập viên Thảo My. Xin mời chị Thảo My. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Thủ đô Hà Nội vẫn chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên trong chiều tối nay vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông với xác suất mưa dông cao trên 65%. Còn từ sáng đến trưa chiều ở Hà Nội trời tạnh ráo, có nắng, mức nhiệt cũng tương đối dễ chịu, phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Đối với thành phố Đà Nẵng, khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong chiều tối nay cũng ở mức khá cao, duy trì trong khoảng từ 60 đến 65%. Trong ngày trời có nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh, vì thế mà mức nhiệt trưa nay chỉ khoảng 34 độ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, hai hôm nay đều có mưa về chiều và tối, cục bộ có mưa to đã gây ngập úng nhiều tuyến phố, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Sang hôm nay, khi dạnh áp thấp có xu hướng yếu đi nên mưa vẫn còn xảy ra về chiều, lượng mưa cũng không lớn. Trong ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, trời vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất là ở mức 34 độ. Và khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số thành phố trong chiều và tối nay. Thank you.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.